mọi người yêu thương, yêu quý, ngưỡng mộ ai á, người ta không có quan tâm, đúng không? Cái đó là cái quyền tín ngưỡng của mỗi người. Nhưng á, đây nói là những cái con người, người ta u mê, người ta mù quáng hết phút chữa, không còn cái gì mà để nói nữa. Bữa nay á, các bạn lại chuyển qua là xá lợi đất, đúng không? Đây các bạn lại chuyển qua xá lợi đất, các bạn đi bào, đi bới, đi bươi, đi móc đất, các bạn bỏ bịch, các bạn về, về làm cái gì? Làm thuốc hả? Hả? Về làm thuốc hay làm cái gì? Rồi hôm qua đó có cái bà nào mà bóc được cục xá lợi vậy? Cục tròn tròn, sắn sắn, dài dài không? Có bà nào bóc được không? Nếu mà có bóc được á, về bỏ trong chai á, thấy không? Bỏ rượu vào, ngâm, rồi cho dòng họ mình uống, hiểu chưa? Cái đó là xá lợi đó, uống vào tốt lắm. Nó chữa cái bệnh gì biết không? Chữa cái bệnh u mê, tâm tối, mù quáng, điên cuồng, điên đảo, vì một cái con người không chưa biết thật hư nó như thế nào mà nó gây ra bao nhiêu cái hệ lụy cho đất nước mà không có ai nhận ra, không chịu nhận ra, không chịu chấp nhận sự thật. Phải cả lòng thiệt cái chứ, tôi nói thiệt cái chứ, thiệt là đáng buồn, thiệt là đáng buồn cho các người luôn. Tôi nói các bạn, u mê nó vừa vừa phải phải thôi, thần thánh hóa nó vừa vừa phải phải thôi, tuyên truyền tầm bậy tầm bạ cho những cái người già, người lớn tuổi, người ta nghe, người ta u mê, người ta đi theo, rồi được cái gì? Phước ở đâu? Làm ác mà làm gì mà có phước? Khẩu nghiệp đầy mồm mà làm gì có khiếu, hiểu không? Làm phước á là phải mang cho bố thí, hiểu chưa? Đi làm công quả nhiều vào, giúp kẻ nghèo nhiều vào đó. Những người người ta bệnh tật, neo đơn, không có nơi nương tựa, không có tiền chữa bệnh, mang tới cho nó. Còn thầy chùa người ta tu thì kệ người ta, ngưỡng mộ làm cái gì? Ai tu đúng thì người ta hưởng, ai tu sai người ta lãnh nghiệp, vậy thôi. Mắc cái gì đâu mà lên mà tụ tập ngàn 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 người, gây ách tắc giao thông, gây ảnh hưởng cho an ninh trật tự, không có ra một cái hệ thống gì hết. Mà nói hoài cũng cứ vậy, nói hoài cũng cứ vậy, không bao giờ chịu thay đổi. Con người, tôi nói thì con người, các người cực kỳ ích kỷ. Tu làm cái gì? Bây giờ tôi nói thí dụ như vậy, ông Tú ông nè, ông Tú mà ông tu mà đúng, đúng theo chánh pháp thì ông hưởng, còn ông tu sai á thì ông lãnh nghiệp. Còn nếu mà nói mà về mà cái góc nhìn mà về mà yêu nước thương dân, anh Tú này không có thương dân, không có yêu nước. Thấy cái người mà nó đổ xô, nó xô đến cái công ty cỡ đó mà anh không nói một cái lời nói nào cho dân người ta di tản đi, nghe răng ra cười lấy xong rồi đi vô đóng cửa lại. Tôi nói thiệt á, con người này á không có biết yêu quê hương, yêu đất nước. Kệ mặc ai thì mặc, miễn mình thấy vui là được. Cái này là vui chứ không phải là tu đâu. Rồi tôi nói các bạn á, rồi các ngày á, các bạn là vì hiệu ứng đám đông thôi. Rồi có ngày rồi các bạn cũng phải quay lưng, tôi bảo đảm với các bạn luôn. Các bạn là chỉ hiệu ứng đám đông thôi, không yêu thương nhất thời thôi. Người ta gọi á, đẳng cấp mới gọi là mãi mãi, chứ còn mà cái lạng mà nhất thời bồng bột á, nó đầy những cái hiện tiện đó, nó nổi lên đầy, các bạn thấy không? Hồi xưa từ cái thằng chân quang đó, cái thằng không có học đó, chưa có bằng cấp gì đó, mà các bạn cũng có tôn sùng rồi, các bạn cũng có tôn vinh nó lên đó, thấy không? Rồi khi mà cái sự thật nó phủ phàng rồi, các bạn cũng quay mặt với người ta thôi. Nên tốt nhất tôi nói các bạn là sống chậm lại, sống chậm mà chắc, thấy không?